Thưa quý vị và các bạn, nỗi uất hận âm ỉ kéo dài vì bị đánh đập, hành hạ về thể xác lẫn tinh thần suốt quãng thời gian chung sống gần 20 năm khiến Ly Thị Nhọt trong lúc kích động, mất bình tĩnh đã cầm dao giết chồng. Vụ án xảy ra tại thôn 6 Xeo Phìn, xã Nam Sơn, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang là một ví dụ điển hình về những vụ trọng án mà nguyên nhân chính là do bạo lực gia đình. Chăn trở trước hiện tượng tiêu cực xảy ra trong đời sống xã hội và nỗi đau của những người trong cuộc, các kiểm sát viên thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Giang đã kiểm sát chặt chẽ hoạt động điều tra, thu thập chứng cứ buộc tội, gỡ tội, nên bị cáo Ly Thị Nhọt đã được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, đồng thời đảm bảo cho vụ án được điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Khoảng 12 giờ ngày 7 tháng 12 năm 2017, Công an xã Nam Sơn, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang nhận được phản ánh của quần chúng nhân dân về việc tại gia đình chị Ly Thị Nhọt, sinh năm 1972, thuộc thôn 6 Xeo Phìn, xã Nam Sơn, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang xảy ra một vụ chết người chưa rõ nguyên nhân. Nạn nhân là anh Giàng Văn Phong, sinh năm 1974, chồng của chị Ly Thị Nhọt. Nhận được tin báo của Công an xã Nam Sơn, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Hoàng Su Phì đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật với sự giám sát của Viện Kiểm sát Nhân dân. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị nhiều nhát dao đâm vào vùng ngực trái. Nguyên nhân chết của Giàng Văn Phong là mất máu cấp do vết thương thủng tim, thấu phổi. Tại hiện trường nơi anh Giàng Văn Phong chết, lực lượng chức năng phát hiện nhiều vết máu trên nền đất và xung quanh nơi anh Phong nằm. Đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa, cách trung tâm xã khoảng 5 đến 7 km. Cho nên là vụ án là xảy ra không có nhân chứng trực tiếp. Cho nên là gặp nhiều cái khó khăn cho cơ quan điều tra trong cái quá trình tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Tiến hành rà soát các mối quan hệ của nạn nhân. Được biết, nạn nhân Phong có cuộc sống khá khép kín, là người vũ phu. Ngoài việc làm thầy cúng, thi thoảng đi cúng giúp người trong làng, thì anh Phong không giao du với ai. Vì vậy, mọi nghi vấn được tập trung vào người thân trong gia đình. Qua thu thập các thông tin của người dân sinh sống xung quanh cho biết, vợ chồng chị Nhọt thường xuyên phát sinh mâu thuẫn. Nguyên nhân chính là do anh Giàng Văn Phong lần nào đi cúng bái, bói toán, giải hạn. Anh Phong cũng uống rượu say, về nhà đòi lấy vợ hai, thường xuyên chửi bới, đánh đập chị Nhọt cùng 4 người con trong gia đình. Tình trạng này đã kéo dài gần 20 năm nay. 92, 93, 94 tôi có con, 95, 96, 97 tôi được đẻ. Tôi được đẻ, chồng tôi đẻ, đẻ mãi, tôi vẫn chạy đi nhà bố mẹ mãi. Đi mấy ngày là chồng tôi vẫn đi dù về, về có lúc là về đến đến đường là chửi tiếp, có lúc là đến nhà là chửi, chửi là đẻ tiếp. Cứ lúc nào tôi cũng đánh tôi, được mấy năm nay là cứ đánh nhiều tôi vẫn không chịu được, tôi vẫn cứ chảy mãi, lúc nào đánh tôi vẫn cứ chảy ra ngoài. Bố em cứ uống rượu chè vào là về đánh đập mẹ em, nhiều khi em cũng can ngăn rất nhiều lần rồi, trong khi đó em can ngăn nhiều quá em cũng bị đánh đập, nên là em cảm thấy là nhiều lúc thấy thương mẹ quá. Sự việc này diễn ra thường xuyên. Gia đình chị Nhọt đã được chính quyền địa phương trực tiếp hòa giải, yêu cầu anh Phong cam kết sửa chữa. Nhưng anh Phong vẫn chứng nào tật nấy. Ông chồng đấy thường xuyên hành hung vợ con ấy, thì qua đó thì cũng báo cáo về thôn. Thôn thì cũng giải quyết nhiều lần, cũng có đề nghị đến xã, xã cũng để cử các bộ phận chuyên môn, như công an, tư pháp, tổ hòa giải của xã lên giúp đỡ thôn cũng giải quyết. Nhưng cái ông chồng cũng không rút kinh nghiệm. Để củng cố các chứng cứ xác định sự thật khách quan của vụ án, kiểm sát viên đã trực tiếp phúc cung bị can và tham gia lấy lời khai các thành viên trong gia đình chị Nhọt. Trước cơ quan điều tra, Ly Thị Nhọt đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Theo đó, khoảng 20 giờ ngày 5 tháng 12 năm 2017, anh Phong về nhà trong tình trạng say rượu và đến ngồi đối diện chị Nhọt, chửi và đánh chị Nhọt. Chị đứng dậy để né tránh, nhưng anh Phong đã đuổi theo bóp cổ rồi đánh liên tiếp vào mặt chị. Sau đó anh Phong tiến lại lấy chiếc búa đinh treo ở cột nhà đánh vào đầu chị Nhọt. Chị đẩy anh Phong chạy ra sau nhà, anh Phong cầm theo gậy và một con dao tiếp tục đuổi đánh. Trong quá trình đánh chị Nhọt, anh Phong làm rơi con dao. Thấy vậy, chị cầm lấy con dao hướng về phía trước. Trong lúc hoảng loạn, Ly Thị Nhọt dùng tay trái túm lấy anh Phong và đâm liên tiếp vào người anh Phong, khiến anh Phong gục xuống. Chị về bế con trai út đi lên đán ruộng. Đến khoảng 6 giờ ngày 5 tháng 12 năm 2017, Ly Thị Nhọt về nhà và phát hiện anh Phong đã chết. Chị gọi điện báo cho các con và gia đình là anh Phong tự sát. Ngày 7 tháng 12 năm 2017, Giàng Thị Trích là chị gái anh Phong đến cởi áo Phong kiểm tra thì phát hiện có hai vết thương ở vùng sườn trái nên đã báo công an. Đẩy được 3 bước là tôi nhắm đụng trúng con dao. Trúng con dao là tôi mới nhặt con dao ở đỉnh đâm cái tay của nó cho đau, không đáng được tôi thôi, tôi cũng không có ý đâu. Ảnh nó vào hồ sơ chính. Lời khai của bị can Ly Thị Nhọt phù hợp với các chứng cứ thu thập được trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ án. Trên cơ sở kết quả điều tra này, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can Ly Thị Nhọt về tội danh giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. Xác định về cái tội giết người thì nó rõ rồi. Đấy, nhưng mà coi như tôi mới ra cái yêu cầu điều tra bám sát vào cái kết quả coi như là khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Đấy, là chúng tôi mới yêu cầu điều tra về có những cái hành vi của bị can Ly Thị Nhọt dùng dao coi như là đâm chồng. Tại sao mà dám coi như dùng con dao mà coi như giết chồng, chính người chồng của mình. Như vậy là tôi yêu cầu, cái yêu cầu của tôi là với cơ quan điều tra là phải tìm hiểu rõ về cái nguyên nhân coi như là Ly Thị Nhọt này phạm tội. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Giang nhận thấy do bị hành hạ, giày vò cả về thể chất lẫn tinh thần kéo dài nhiều năm, nên lúc xảy ra sự việc, Ly Thị Nhọt không làm chủ được bản thân và không lường trước được hậu quả, nên đã có hành vi dùng dao nhọn đâm liên tiếp nhiều nhát vào người anh Giàng Văn Phong, dẫn đến hậu quả anh Phong tử vong. Như vậy, có đủ căn cứ để xác định bị can Ly Thị Nhọt đã phạm tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, được quy định tại khoản 1, điều 95 Bộ Luật Hình sự năm 1999. Bị can có các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm H, P, khoản 1, điều 46 Bộ Luật Hình sự năm 1999, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng và người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn, hối cải. Như vậy là coi như về cái tâm lý của bị can thì là coi như bị ức chế coi như là 20 năm nay. Cho nên là lúc đấy là coi như là không làm chủ được coi như là bản thân nữa. Như vậy là chúng tôi là coi như xác định đấy là coi như là hành vi của bị can coi như là giết chồng là trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. Vụ án giết người xảy ra tại xã Nam Sơn, huyện Hồng Thủy, tỉnh Hà Giang là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ở vùng sâu vùng xa. Khi tiếp nhận được thông tin về vụ án trên, Viện Kiểm sát tỉnh Hà Giang mà cụ thể lãnh đạo viện đã họp bàn và chỉ đạo thống nhất đối với kiểm sát viên Viện Kiểm sát huyện Châu Phì cũng như là các đồng chí kiểm sát viên phòng 2 Viện Kiểm sát nhân tỉnh Hà Giang tiến hành phối hợp cùng cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập chứng cứ và đề ra yêu cầu điều tra đối với vụ án. Trong quá trình điều tra, kiểm sát viên luôn bám sát tiến độ điều tra đối với cơ quan điều tra. Với cái tinh thần đó, vụ án xảy ra trong một thời gian rất là ngắn thì cơ quan điều tra của những viện kiểm sát đã phát hiện ra thủ phạm. Với cái hành vi như vậy thì trong quá trình thụ lý điều tra xét xử, viện kiểm sát đã đề nghị truy tố đối với Ly Thị Nhọt đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, đúng người đúng tội và được dư luận đồng tình ủng hộ. Ngày 18 tháng 5 năm 2018, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Giang đưa vụ án ra xét xử. Hội đồng xét xử nhận thấy hành vi phạm tội của bị cáo không có tình tiết tăng nặng. Bị cáo là người dân tộc thiểu số, sống vùng sâu, vùng xa, không được đi học, nhận thức pháp luật hạn chế. Khi phạm tội cũng như trong suốt quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Gia đình bị cáo thuộc hộ nghèo, bị cáo đã bán hết tài sản chung để lo tang lễ cho bị hại. Vì vậy, hội đồng xét xử đã áp dụng khoản 1, điều 95 Bộ Luật Hình sự năm 1999,
khoản 2, điều 46, Bộ luật hình sự năm 1999, tuyên phạt Lý Thị Nhọt mức án 12 tháng tù. Giờ đây, trong trại cải tạo, chấp hành hình phạt tù, Lý Thị Nhọt đang phải trả giá cho hành vi phạm tội của mình. Dư âm của vụ án là lời cảnh tỉnh cho những người khác, chỉ vì những phút không làm chủ được bản thân, đã có những hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời, cũng là tiếng chuông cảnh báo về tình trạng bạo lực gia đình vẫn thường xuyên xảy ra ở các vùng sâu, vùng xa, mà nguyên nhân chính là do trình độ văn hóa thấp, nhận thức xã hội và pháp luật còn hạn chế, dẫn đến nảy sinh những vụ việc hết sức đau lòng. Thực tế đó càng đòi hỏi các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và các tổ chức quần chúng cần có những giải pháp hiệu quả để ngăn chặn tình trạng bạo lực gia đình trong xã hội hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Bảo vệ pháp luật của Truyền hình Kiểm sát Nhân dân kỳ này đến đây cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.